Trên tay em hiện tại đang là con 13 Pro Max trắng nữ dùng đây. Mua vào tháng 12 năm 2023 và rơi vỡ kính lần này là lần thứ 2 rồi nhá. Lần rơi đầu tiên ý, là vào ngày 7 tháng 4 là hình như em có làm video rồi ấy. Còn lần này lại tiếp tục rơi vỡ kính lưng phát nữa. Này rơi như nào ấy chị? Em đeo ốp. Nhưng mà cái ốp đấy nó có kiểu là cái ốp thời trang ấy. Cái xong nó có đằng sau mặt của nó có mấy cái đinh ấy. Ở chỗ này này. Nó vỡ là mình mới nhìn không phải đinh mà là cái sắt này nó có đích cái chỗ viền của cái cam ấy. Nó rơi úp cái mặt sau xuống thì là nó lại lực vào nó. Và một lời khuyên dành cho chị em nhá. Anh em thì chắc là ít, còn chị em ấy là rất hay mua nhiều loại ốp và có những cái ốp được trang trí rất là nhiều, nào là gắn đá lấp lánh kim cương các kiểu. Nhưng mà những cái ốp đấy ấy, nó rất là cứng nhá. Nó chỉ đẹp thôi chứ nó không có khả năng bảo vệ máy đâu ạ. Còn đây là cái ốp tặng kèm của bên em nhá. Nó cực kỳ đơn giản. Nhiều người nhìn ý thì cứ che cái ốp tặng kèm này của bên em, nhưng mà không phải đơn giản mà bọn em lại tặng kèm cho anh em cái ốp như này đâu nhá. Đầu tiên ý thì nó rất là mềm. Nó rất mềm nên là nó sẽ hạn chế những cái vết xước các thứ ở xung quanh viền. Và những cái góc ở các góc máy ấy hay là đằng sau camera các thứ ấy, nó đều được làm gồ lên và nó bảo vệ một con máy cực kỳ tốt. Khi mà anh em làm rơi cái phần lưng xuống này, camera xuống này, hay là cái bề mặt kính xuống, thì cái bề mặt của kính lưng hay là kính iPhone hay là cái camera này nó không hề chạm xuống cái bề mặt đất. Và các góc cũng thế, dù là ốp rất là mềm nhưng mà cực kỳ dày dặn và cực kỳ đảm bảo nhá. Còn đối với con máy này ấy, mặc dù là rơi vỡ lần 2, nhưng mà đối với chính sách của Hoàng Kiên là sẽ sửa chữa free không giới hạn trong vòng 1 năm. Nên là anh em có làm rơi 2 lần, 3 lần hay là 5 lần thì sẽ vẫn được sửa chữa free tiếp. Cái chi phí mà bọn em bỏ ra sửa free ấy, em không nói đến. Nhưng mà cứ làm rơi nhiều lần rồi sửa nhiều lần như này ấy, nó nát con máy ra ấy các bác. Giữ gìn được ấy, thì cứ gìn giữ cho nó cẩn thận. Còn rơi vỡ ấy, đương nhiên em sẽ sửa chữa free thôi. Nhưng mà rơi nhiều thì chất lượng sử dụng của một con máy nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Nên là cái này anh em cũng phải lưu tâm một chút nhá. Thế nhá.